Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Quốc Dư đây. Mình đang có mặt ở trung tâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là thành phố Bà Rịa vậy nha, trung tâm hành chính tỉnh. Và con đường này thì cũng là con đường trọng điểm ha, đường lớn của tỉnh của thành phố Bà Rịa ha. Đây là đường Hùng Vương, hay còn gọi là đường quốc lộ 56. Tại vì đây là quốc lộ 56 nhưng mà đi ngang qua thành phố Bà Rịa nên gọi là đường Hùng Vương ha. Ở đây thì là trung tâm rồi, cho nên là mọi tiện ích của thành phố cũng như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nó nằm trong vòng bán kính là một cây số là có hết ha. Từ bệnh viện Bà Rịa nè, chợ Bà Rịa, rồi siêu thị, ngân hàng, trung tâm tỉnh này nọ, tất cả mọi thứ là đều ở đây ha. Thì hôm nay là mình có mặt ở đây và quay một cái miếng đất nằm trên mặt tiền đường này nha. Đó, vị trí rất đắc địa nhưng mà xem trên thông tin quy hoạch nó còn tiềm năng hơn rất là nhiều. À, tiềm năng rất là nhiều nha anh chị. Thì mình qua chính chủ ha, không qua môi giới. Anh chị nào đang có nhu cầu mà tìm một cái miếng đất mặt tiền đường vị trí đẳng cấp ở thành phố Bà Rịa thì xem hết clip này ha. Chủ đang cần tiền cho nên là hạ giá ha, đã hạ giá gần 1 tỷ rồi để bán nhanh cái miếng đất mặt tiền đường này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản cũng như là giá cả để chị nắm rõ ha. Ở đây mình sẽ nhắc lại là đường Hùng Vương chị ha, hay còn gọi đường quốc lộ 56. Ta ở đây thì đục địa phận của xã Hòa Long, trực thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đi về Phú Chí Minh thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 65 cây số chị ha, tầm 65 cây số. Cái hướng này nè anh chị, mình đi thẳng mạch luôn là sẽ ra ngay quốc lộ 1 và ra ngay chợ Bà Rịa ha. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 4 cây số ha. Gần 4 cây số là mình sẽ ra tới chợ Bà Rịa, ra ngay cái vòng xoay một hướng là Vũng Tàu đi Long Hải rồi đi về Phú Chí Minh đó anh chị. Còn đây mình đi khoảng tầm 500m ha là mình sẽ tới vòng xoay Hà Long. Vòng xoay Hà Long. Nếu mà để trái tới vòng xoay đó để trái á, thì sẽ đi về địa phận của Châu Đức ha. Châu Đức đi về hướng Long Khánh đó anh chị. Thì ở đây là cũng coi như là trung tâm rồi chị ha. Nó gần ngay sát với trung tâm luôn. Gần ngay sát trung tâm luôn. Cách bệnh viện Bà Rịa. Bệnh viện Bà Rịa thì có thể là mình đứng ở đây, nếu mà cao cao xíu nữa là mình thấy luôn bệnh viện Bà Rịa nha. Là bệnh viện lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là khoảng một cây số nha. Khoảng một cây số là mình sẽ tới Bà Rịa Vũng Tàu. Đó. Vị trí phải nói là cực kỳ đắc địa luôn. Thì hôm nay là mình sẽ quay một cái miếng đất mặt tiền đường này. Đây cụ thể là miếng này nè chị. Chứ mà anh chị đây ha, nó giáp với lại một cái công ty rất là lớn ha, họ sẽ từ sẵn rồi. Cho nên là mình đã được một mặt tường ranh giới bên đây rồi ha. Thì đất mình quay ngày hôm nay nó có tổng diện tích là 1.280m² ha. Tức là được gần sào ba đó chị. Đất mặt tiền đường ở thành phố Bà Rịa mình tính bằng sào luôn á, rất là lớn luôn ha. Thì đất của mình á, mình cũng nói luôn ha, nói luôn cái khuyết điểm của nó là cái hình dáng á, nó sẽ không được đẹp nha anh chị, nó sẽ nhìn nó hơi kỳ kỳ ha, hơi kỳ. Nhưng mà cái lợi thế của mình đó là đất mình phủ hồng toàn bộ và hiện tại là đã có sẵn 200m² thổ cư. Mặt tiền đường theo quốc lộ 6 mình á, Hồng Dương chị, là mình được 12m8, gần 13m ha. Từ đây nè, từ cái tường này ha, chạy dài qua gần tới xe mình ha. Nói chung là hiện tại là không có cọc ranh giới gì đâu. Anh chị mua về thì kêu địa chính mình cắm lại, mình căng lại cho đàng hoàng ha. Đất mặt tiền đắc địa như thế này thì chắc chắn là phải chính xác từng mm rồi. Dài á thì đây, tại sao mình nói xấu, dài xuống gần tới nhà lá kia luôn ha. Nếu mà cái độ dài thì mình nghĩ là phải hơn cái 100m á. Nhưng mà cái xấu ở đây á là nó cái đầu mình tất nhiên là nó không thẳng xuống đâu, tức là nó xuống, nó sẽ xéo xuống như nè, nó xéo xuống tới cái góc đó ha. Cái nó lại nở ra hẳn ra đây, sau nó xuống xuống như vậy đó, thì nó không được thẳng mà nó sẽ bị ẹo vô đây đó. Nhưng mà nhờ như vậy thì mặt tiền mình nó nhiều. Và cái thế mạnh mà lát nữa mình sẽ cho chị xem trên quy hoạch đó là cái phần đất của mình đó chị, nó sẽ sau này sẽ lòi ra rất là nhiều mặt tiền đường luôn.
Tại vì trên quy hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu á, thì nó sẽ phân khu này mạng cờ hết ha, phân khu mạng cờ, cho nên nó sẽ tính ra là có tới 3 con đường đi ngang qua đất mình luôn chị. Đầu tiên ha, đầu tiên là một con đường song hành với đường quốc lộ 56. Thì trên quy hoạch đó thì ngay chỗ này nè, tức là sau vỉa hè này nè, thì sẽ có một đoạn ngắn là công viên, vừa công viên kiểu như là cây xanh á, thì tầm đây ha, tầm vô đây khoảng tầm từ cái mép vỉa hè này vô đây khoảng tầm mình nghĩ là tầm 5m á, tầm 5m ra được ở đây. Sau là lại có một con đường song hành ha, con đường song hành với quốc lộ 56 đây, ở cái đường đường nội bộ công viên đó chị. Thì cái này á, thì mình nghĩ là không biết là có làm hay không. Có làm thì cũng được mà không làm cũng sao, tại vì cái này thì thường là tỉnh thì hay quy hoạch kiểu mà công viên này nọ, cây xanh này nọ, để cho tạo lên cái môi trường thông thoáng xanh mát cho thành phố đó anh chị. Nhưng mà cái này thì có thể là sẽ không làm đó. Và tiếp theo ha, tiếp theo là xuống tới gần giữa đất ha, tới giữa đất, con đường đi ngang qua nữa ha, con đường đi ngang tức là con đường cắt ngang giữa đất mình đó, nó chia ra đất, tức là sẽ có cái phần này nè, sẽ lòi ra hai mặt tiền ha, một mặt tiền quốc lộ 56 và một mặt tiền ở giữa, đúng không? Rồi gần, nói chung là mép, sát mép cuối đất luôn ha, tức là đụng còn tầm vài tấc nữa thôi là thêm một con đường nữa ha, thêm một đường ngay cuối đất mình nữa đó, cũng căng ngang qua. Nói chung là tất cả đều song song với quốc lộ 56 đó, nó là bàn cờ mà anh chị, cho nên là phải nói là nhìn nó hay lắm, nên đất mình nó sẽ cắt ra nhiều đó, mà đất mình nó dài ha, dài hơn 100m lận. Rồi thì dài như thế nào thì mình bây giờ mình xuống đây ha, cho chị tham quan sơ sơ. Và mình báo giá luôn đi nha. Ê, hiện tại á là chủ đang kêu giá bán gần 1.300m² đất mặt tiền quốc lộ 56 ha, mặt tiền đường Hùng Vương ở thành phố Bà Rịa với giá bán là 9 tỷ ha, 9 tỷ. Và trước đó là đã kêu là 9 tỷ 9, tức là gần 10 tỷ rồi, nhưng bây giờ là tình hình cũng khó khăn cho nên là quyết định giảm thiện chí xuống là còn 9 tỷ chẳng ha, tức là giảm gần 1 tỷ rồi, chính xác là 900 triệu ha. Đó, 9 tỷ này thì mình nghĩ là chắc vẫn còn thương lượng được nữa, tại vì anh chị mình mua bán chính chủ không qua môi giới ha, thì cứ liên hệ trực tiếp số chủ với màn hình thôi. Đó thì rồi thì đất mình giá cả vị trí này nọ là nắm sơ sơ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ nói rõ về đất mình ha. Thì đất mình là gần 13m. Đất mình là quay mặt sang hướng này, hướng đông nam, nhưng thật ra là hướng nam nhiều hơn ha, hướng nam nhiều hơn. Đó. Thì từ này qua xe này nó sẽ tầm xéo xéo xuống ha, chứ nó không thẳng đâu. Đó, nó sẽ xéo. Đó. Nó giống như là hình tam giác cái gì. Thì đất mình nó cái giữa nó hai giống như hai thửa vậy đó. Một thửa hình tam giác với một thửa vuông nằm ở cuối đất. Đây. Như chị thấy là hiện tại là cái mặt đường của mình á, nó bằng với lại đường quốc lộ luôn ha, bằng luôn, rất là kiên cố. Thật ra là bên phía chủ ngày xưa họ đã tốn cũng phải hơn 400 triệu ha, hơn 400 triệu để mà đổ được cái mặt bằng mà nó đẹp như thế này đó chị. Chứ trước đó là nó chỗ này nó trũng ha, gần như nguyên khu này là như đất ruộng vậy đó, nó trũng xuống như ao nước mà. Nói chung là phải tốn rất là nhiều tiền để mà nó bằng phẳng, nó đẹp, nó cao ráo như bây giờ ha. Đó, nói chung cũng đã tốn một mớ đầu tư rồi, cho nên chị mình mua về thì chỉ việc là mình xây tường lên ha, xây tường lên là sẽ đẹp, rất là đẹp. Đó, chỗ này thì phù hợp để làm kinh doanh ra hay là tất cả mọi thứ ha. Đó, ở dưới sau mình họ đang tận dụng hình như đang cải tạo làm quán xá gì nè anh chị. Đó, có chồi lá này nọ nè. Rồi thì từ ngoài mặt tiền á nó sẽ bóp vô ha, bóp vô đây, bóp vô cái đoạn này nè, tầm đoạn này nè anh chị, sẽ bóp cái chỗ mà nó hẹp nhất á là 2m ha, 2m tầm đây nè, vô đó 2m. Thì bắt đầu từ đây nè, nó sẽ nở ra ha, nở ra là khoảng 22m và dài xuống 40m đó, tức là quy cục vuông cho là hình tam giác. Nhưng mà anh chị yên tâm ha, tại vì riêng cái phần eo này đó là cái chỗ đường ha, đường nó mở ra, đường nó sẽ mở chỗ này ha, nó mở nở ra phần eo, cho nên nó là ngoài mặt tiền quốc lộ 56 ra ha, mình sẽ có thêm cái phần này là mình được 20m mặt tiền ha, 20m mặt tiền ở ngay đây đó. Rồi tiếp theo đi xuống nữa nha, đi xuống khoảng 40m nữa. Ở đây thì nằm kẹp giữa nhiều trung tâm nha anh chị, trung tâm bên quân sự nè, trường học nè, bệnh viện,
Nói chung là Bà Rịa, thành phố Bà Rịa là cái trung tâm hành chính tỉnh nha anh chị, cho nên là tập trung mọi thứ quan trọng nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi đó, nói chung là anh chủ là anh đổ đất mình tới đâu là anh đổ tới đó nha. Đó thì tới đây nè anh chị, tới gần cái cọc đó đó. Đấy, chị thấy không, ở phía đây là tháp chẩm mà. À, cho nên ngày xưa là đổ phải nói là rất là tốn tiền luôn đó. Thì ngay đây nè anh chị, ngay chỗ cái cọc đó là con đường đó ha. Đó, con đường nè. Cho nên là sau này là mình sẽ tiếp tục có thêm một đường ha. Ở ngay khu đất mình là có thêm con đường ở ngay giáp sát mí của đất mình luôn ha. Đó, sẽ băng ngang. Đó, sẽ băng ngang qua cái chỗ cái anh thợ đó. Đấy. Tức là có tới 3 con đường sẽ vô đất mình. Chị thấy không? Rất là giá trị luôn. Rồi, thì nói chung mà đất mình thì nó cũng vị trí cũng quá rõ ràng rồi, mặt tiền đường lớn. Đó. Và trên đất mình thì cũng không có gì ha, một cái mặt bằng. Anh chị mình về có thể là mua về mà sử dụng luôn ha, hoặc là cho thuê. Đó, thì dù đây cũng là mặt tiền đường chính ha, mặt tiền đường chính của thành phố Bà Rịa. À, giá thì mình sẽ nhắc lại là 9 tỷ ha, có thương lượng. Anh chị nào mà quan tâm thì mình trực tiếp gọi điện cho chủ để mình đàm phán thêm. Thì bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem một đoạn flycam trên cao đây ha. À, xem flycam trên cao để nhìn toàn cảnh cái khu đất này trông như thế nào. Rồi lát nữa là về xem sổ ha. Và đặc biệt là xem cái phần thông tin quy hoạch ha. Cái đó mới là cái quan trọng nhất của video này. Xem thông tin quy hoạch và vị trí Google Map. Đây ha, mình vẽ sơ sơ cho anh chị hình dung được cái tổng thể đất mình ha. Hai thửa nó gặp lại như vậy đó anh chị. À, ngay sát bên hông mình là một cái công ty ha, ở đây xây dựng. À, nên mình đỡ được một bức tường rồi. Đây. À, gần mình là cái nguyên một ban chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chị nha. Hướng này là hướng như trung tâm nè. Đi thẳng luôn sẽ ra ngay chợ Bà Rịa ha chị ha, ngay trục đường này. Thẳng ra luôn ngay chợ Bà Rịa luôn. Đi ngang qua nhiều bệnh viện rồi tất cả trung tâm thương mại, rồi ngân hàng, tất cả mọi thứ ha. À, xa xa mình là khu dân cư, quy hoạch dân cư vậy ha. Còn cái khu cánh đồng này là cũng nằm trong quy hoạch khu dân cư cũng như là khu thương mại dụ vậy nha. Khu nói chung là đất công đó, đất nhà nước phát triển hạ tầng đó. Đó, chị thấy những dãy nhà kia đang xây dựng kìa. Nói chung cái đường này là cái đường chính chị nha, đường chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, quốc lộ 6. Đó. Qua địa phận của thành phố Bà Rịa thì gọi đường Hùng Vương. Ở xa xa mình chính là vòng xoay chị ha, vòng xoay chợ Hòa Long. Đi thẳng luôn hướng Long Phước, hướng đi về Long Điền, đi biển luôn chị. Còn rẽ trái ha, vòng xoay đây rẽ trái thì đi hướng về Châu Đức chị nha, hướng về Châu Đức, Long Khánh, quốc lộ 1, quốc lộ 1A chứ. Thì ngay đó luôn chị ạ. Chính là nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong tương lai nha anh chị. À, thì từ đó là anh chị mình đi từ thành phố đi Biên Hòa hay gì đó đi về đây thì rất là gần luôn. À, đây gần nút giao rồi, cách nút giao đó thì chừng cây 2 cây số thôi. À, đây mời anh chị xem lại đất mình nè. À, vị trí này thật sự là mình thấy là rất là đáng mua cho anh chị. À, bây giờ mình mời anh chị xem sổ ha. À, sổ mình thì nó có hai thửa, tổng diện tích là trên sở công nhận là 1.277 m², địa chỉ ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, hai thửa này thì đất lúa nhưng mà đã chuyển đổi lên thổ cư và đất trồng cây lâu năm rồi chị ha. Đây là cái nhà đất mình anh chị, nó hai thửa nè. À, thửa đầu tiên là được 12 gần 13 mét mặt tiền nè, xuống nó hơi thu lại xong rồi nó lại nở ra hả. Đây là cái chân sau nè anh chị, chân sau cập nhật nè. Đó, chuyển lên là 100, chính xác là 199 m² đất thổ cư ha. Đó. Còn, đây, còn lại là chuyển hết lên đất trồng cây lâu năm. Đó, chính xác là khoảng hơn 1.000 đất trồng cây lâu năm ha. Đó. Đã đóng thuế rồi ha. Đấy. Và đây là phần thông tin quy hoạch nè anh chị. Đó. Ngoài mặt tiền đường quốc lộ 6 hay đường Hùng Vương ra thì mình còn thêm ba cái đường nữa ha. Đầu tiên là cái đường này, đường vành đai nè. Đường này thì không biết làm hay không,
sắp tới là thêm hai cái đường phía sau mình ha, đường cắt giữa đất mình nè, đó, và cái đường ở ngay đu đất mình ha, đó. Sau đây là cái thửa đất của mình sẽ mở ra rất là nhiều đường. Nói chung toàn bộ là chị thấy là quy hoạch đất đất ở đô thị và đất đất công hết chị ha. Đó, màu hồng và cái màu cam cam này á, đó, màu cam này đất công, đất trường học, đất chứ không phải đất ruộng gì nha. Vậy thực tế được đất ruộng đúng không nè, nhưng mà toàn là quy hoạch đất ở và đất thương mại hết chị nha. Đó, đây khu này khu trung tâm thành phố Bà Rịa mà. Đấy, chị Hâm ngay giáp ranh với là trung tâm thành phố Bà Rịa nè. Quy hoạch là ODT hết chị ha, tức là Hòa Long hiện tại là mình là cấp xã đúng không, nhưng mà trên quy hoạch đất ở đô thị ha, tức là sẽ lên phường hết chị nha. Đó, ODT nè chị nha. Đó, ODT hết chứ không còn ONT đâu. Và cuối cùng mình sẽ mời chị xem cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh ha. Cái vị trí này là mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Anh chị bấm vô để mình tham quan thêm ha, cũng như là mình phải trực tiếp đến đây xem đất. Thật ra đất mình thì nó ngay gần cái bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn ha. Ngay đây, gần một số Hà Long nè anh chị. Bên đây một số Hà Long chính là chợ Hòa Long ha. Hướng về Hòa Long, Long Phước đó anh chị, hướng về bên phía Long Điền, đất đỏ đó. Còn ngược lại thì ở trung tâm nè, đây là mình cận kề trung tâm rồi ha. Đây trung tâm nè chị, bệnh viện Bà Rịa nè, ở ngay sát mình luôn ha. Bệnh viện này bệnh viện lớn nhất tỉnh luôn nha anh chị, bệnh viện, phòng khám, ủy ban, công viên, ngân hàng, trường học, tất cả mọi thứ ha. Đây này chợ Bà Rịa nè anh chị, ở một cái địa danh mà bất cứ ai đi Vũng Tàu thì cũng có đi ngang qua chợ Bà Rịa ha. Đấy, nói chung là vị trí thì đắc địa rồi. Ngay mặt tiền quốc lộ 6, ngay đường 9 trục chính Hùng Dương ha. Đường Hùng Dương là một trong những tuyến đường lớn nhất ở thành phố Bà Rịa rồi. Và quy hoạch thì anh chị cũng thấy rõ rồi ha. Đó, thì anh chị nào đang quan tâm muốn sở hữu một cái vị trí đắc địa như thế này thì cứ liên hệ chủ để ép giá thêm ha. Đang rất là kẹt tiền, cho nên chắc chắn là sẽ còn thương lượng thêm. Rồi, mình xin phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này á, thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc là số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn chị đã xem hết video này ha. Chào mọi người.